chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày Mai Phương tiết lộ về thời gian mang bầu túng thiếu và đậm nước mắt Tháng 4 năm 2014, Mai Phương tổ chức sinh nhật một tuổi hoành tráng cho con gái là La Vi. Nhìn tấm tiệp mời và hình ảnh Phùng Ngọc Huy bế La Vi trong buổi tiệc, nhiều người cho rằng chính anh đó là cha ruột của con gái Mai Phương. Đáp lại thì cả hai diễn viên đều từ chối trả lời báo chí. Sau hai năm chia tay cha của con gái, diễn viên phim Sóng Gió Cuộc Đời lần đầu chia sẻ về thời gian đậm nước mắt khi cô mang thai con gái. Hỏi là mẹ đơn thân chị đang phải đối diện với những áp lực gì? Ngày xưa, công việc đến nhiều tôi có một mình, bản thân lại không phải là người suy nghĩ quá lo xa nên cuộc sống thoải mái. Bây giờ thị trường thay đổi, phim ảnh ít hơn, công việc khó hơn. Hơn năm qua tôi không đóng phim vì chỉ nhận được những vai lắc nhắc. Tôi vẫn yêu phim ảnh lắm nhưng vai diễn phải có chiều sâu, có đất một chút để khán giả nhìn thấy mình còn làm nghề chứ. Đối ngược lại những điều kiện đó thì khi có con, nhiều khoản bắt buộc phải chi tiêu, vì thế áp lực kinh tế nhiều hơn với tôi là điều tất yếu hỏi nhiều ý kiến cho rằng chị quyết định làm mẹ đơn thân nên ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh của chị chị nói gì về điều này đó là quyền của người ta họ có thể nói và nhận xét bất cứ điều gì còn tôi vẫn đang đi con đường của mình tôi có con là do tôi lựa chọn chứ không vì lý do gì khác tôi đã lựa chọn con đường đó nên cố gắng làm sao để đi tốt nhất có thể nếu tôi nói một chữ tiết thì có giải quyết được gì cho cuộc sống hiện tại không nếu khó khăn tôi phải đối mặt với nó may mắn là tôi vẫn còn được làm việc khi sự việc đã xảy ra bạn không thể quay lại được từ đầu bạn chỉ có thể đi tiếp hay không mà thôi hỏi ba của bé la vi chia sẻ với chị khó khăn kinh tế thế nào anh huy vẫn là người bạn vẫn hỏi thăm tôi nhưng hỗ trợ thì tôi không bắt buộc cuộc sống của anh ấy cũng không dư dả dạ quá nhiều để nuôi tôi và con ở không được hỏi Lựa chọn có con trong khi người yêu chưa sẵn sàng, chỉ có nghĩ đó là lựa chọn dạ dục của mình không? Quyết định với LaVie là của riêng tôi, do đó tôi chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận vì lúc đó đã gần 30, không đặt nặng cha của bé đồng ý hay không. Tôi cũng xác định ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng tôi có trục trặc, tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường mình chọn. Thật sự anh ấy không phải người xấu, có thể là chúng tôi không có duyên nợ với nhau. Dù anh ấy không sẵn sàng, có những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực khi tôi mang bầu, nhưng sau đó vẫn chấp nhận và chăm sóc tôi. Bạn trai chia tay chị khi con gái mới một tuổi, mối quan hệ của chị và anh ấy hiện tại như thế nào? Khi chúng tôi ở bên nhau, cả hai đều chưa tính đến chuyện đám cưới. Chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi có con, nhưng trong thời gian đó chia tay đến 10 lần. Đến khi tôi có bầu, Huy quay lại để chăm sóc. Không nói là chia tay nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh rất thương La Vi nhưng cuộc sống ai cũng muốn tốt hơn nên phải đánh đổi và lựa chọn. Bản thân anh ấy chưa ổn định, tôi biết anh không phải tiếp người đàn ông của gia đình. Do đó, chúng tôi vẫn rất bình thường với nhau. Anh ấy đang ở Mỹ nên hai người cũng không có cơ hội gặp. Khi chia tay, tôi chỉ quan niệm nếu không đủ duyên nợ đi tiếp thì giải thoát cho nhau. Hỏi, người yêu đi định cư nước ngoài khi chị phải đối diện với vô vàng khó khăn, chị làm thế nào để vượt qua? Tôi đã khóc rất nhiều, tất nhiên trước đó cũng khóc. Nhưng lúc đó còn thêm cảm giác sợ hãi hoang mang, không biết cuộc sống của mình đi đâu về đâu, Tuy nhiên vài tháng trôi qua, cảm giác đó cũng nguôi ngoai, nghĩ lại tôi lại cảm ơn quyết định đó vì nhờ thế tôi thanh thản hơn, hiểu rõ mọi chuyện và không còn mơ màng về tương lai. Hỏi, mẹ chị rất giận khi con gái sinh con trước khi làm đám cưới, mất bao lâu chị và mẹ mới hóa giải mâu thuẫn. Trong tình cảnh đó cha mẹ nào cũng phải giận chứ. Mẹ tôi phản ứng mạnh quá nên tôi sợ, mẹ muốn tôi phải lựa chọn giữa con cái hay sự nghiệp. Tôi biết mẹ là người nóng tính hơn cả đàn ông, muốn gì phải làm cho bằng được vì vậy tôi phải tránh gặp mẹ để tâm trí bình an tuy nhiên đến khi tôi sinh mẹ bắt đầu chấp nhận hiện thực hiện tại có lúc mẹ buồn và áp lực mẹ lại nói những điều khiến tôi không vui nhưng tôi hiểu đó là do mẹ phải đối diện với quá nhiều áp lực tôi không giận mẹ không tranh cãi mà im lặng chấp nhận bởi nếu nói tôi đâu có thay đổi được gì hỏi thời gian mang bầu chị không đi đóng phim không ca hát gia đình giận chị sống thế nào Tôi không có nguồn thu nào cả. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn dọn dẹp và lên chùa đọc kinh. Đã vậy mỗi tháng tôi phải đóng tiền trả góp căn hộ. Sau đó quá tải không trả được, tôi phải bán cắt lỗ. Thời gian đó tôi chỉ tiêu 1-2 triệu đồng cho bản thân. Đó là số tiền các sư thầy đưa cho khi sử dụng chiếc xe của tôi. Nếu không chắc tôi không biết sống sao. Có thể nói tôi phải đối diện với áp lực kinh khủng gấp 10 lần những bà mẹ bình thường khác. Nhưng nhờ nó khủng khiếp mà khi mọi việc qua tôi mới thấy khó khăn nào cũng qua được. Nhìn lại chỉ có nghĩ mình kém may mắn trong tình yêu không? Tôi không đặt nặng điều đó vào đầu mình để cuộc sống nặng nề hơn. Mặt khác tôi than thân trách phận cũng chả được gì. Điều tôi hối hận nhất là mình không có điều kiện để lo lắng tốt hơn cho con. Trải qua nhiều năm đậm nước mắt với tình yêu chị đã sẵn sàng với tình cảm mới chưa? Tôi vẫn ao ước về điều đó nhưng lại không kỳ vọng. Tôi biết khi yêu thế nào cũng là cảm tính. Khi đã dành tình cảm cho ai, tôi tin họ 100%. Điều này là sự bất lợi khiến tôi không tỉnh táo và quyết đoán được. Nhưng tôi tin nếu còn phước, mình sẽ gặp được người tốt thực sự. Tôi không phải người bon chen trong nghề. Nếu gặp được người hỗ trợ có thể lo cho cuộc sống hai mẹ con, tôi sẵn sàng dành thời gian nhiều cho gia đình. Mai Phương rơi nước mắt hạnh phúc khi bác sĩ thông báo sức khỏe đã ổn định và có thể xuất viện. Thưa quý vị tính giả thân mến, sau thời gian ngắn điều trị ung thư phổi, tin vui về sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã được các phường xác nhận. Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên sinh năm 1985 đã ổn và chuẩn bị xuất viện. Suốt gần một tháng qua, thông tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện điều trị ung thư phổi đã khiến người hâm mộ xót thương. Bạn bè đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, ốc Thanh Vân, các Phượng và nhiều người khác đã đồng hành giúp đỡ gia đình Mai Phương trong thời gian khó khăn đầy đồng nghiệp của mai phương đã liên tục chia sẻ tình hình sức khỏe cũng như sự lạc quan khi đứng trước bạo bệnh của cô chưa kể họ cũng kêu gọi mọi sự giúp đỡ diễn viên có kinh phí để điều trị bệnh và nuôi con nhỏ ngoài diễn viên mai phương nghệ sĩ gạo cội lê bình cũng mắc bệnh ung thư phổi ông điều trị cùng bệnh viện với nữ diễn viên này cả hai đều được khán giả yêu mến bởi tính cách hiền lành nhân hậu và hết lòng cống hiến cho nghệ thuật mới đây diễn viên Cát phường chia sẻ thông tin sẽ không nhận sự ủng hộ của mọi người nữa vì cô bận đi đóng phim xa trên trang cá nhân các phượng chia sẻ các bạn cần xa thân mến về tình trạng bệnh của chú lê bình và bé mai phương các không còn nhận nữa ạ à, vì sắp tới các phải đi phim nên sẽ không thay mặt mọi người đem đến tận tay em mai phương và chú bình được có khán giả đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của mai phương các phượng trả lời khỏe trời con sắp được xuất viện khi nghe thông tin của các phượng nhiều người hâm mộ đã bình luận mừng quá mừng nghe mà nhẹ cả lồng được biết hiện tại, không chỉ có tình hình sức khỏe lạc quan, Mai Phương còn nhận được niềm vui vì con gái được học bổng toàn phần đến hết lớp 12, bây giờ cô chỉ yên tâm điều trị bệnh. Diễn viên Mai Phương 33 tuổi, cô từng là gương mặt được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua nhiều vai diễn trong những thiên thần áo trắng, một ngày không có em, sống đời, cuộc phiêu lưu của hai lúa. Không chỉ đóng phim, diễn viên Mai Phương còn nhảy và tham gia ca hát MC. Cô từng tham gia đội kịch tuổi Ngọc là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày Chủ nhật của em, Bể Phóng Tài Năng, Chuyện Phái Đẹp. Trung Bình khi xem lại MV, điềm báo ngược của Mai Phương 3 năm về trước. Thưa quý vị tính giả thân mến, mới đây, nhiều người đã phải trùng mình khi xem lại MV, điềm báo ngược của cô và Phùng Ngọc Huy 3 năm về trước. Mai Phương vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối tại bệnh viện, khán giả và đồng nghiệp không khỏi xót xa cho cuộc đời lắm trung chuyên của nữ diễn viên. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng ra mắt chung khá nhiều ca khúc, trong đó có bài e ngại và không có gì để nói nếu như nội dung của MV e ngại không trùng khớp ngược với thực tế mà mọi người đang chứng kiến nội dung mv xoay quanh câu chuyện tình yêu của đôi trai gái vào lúc cô gái muốn làm đám cưới thì chàng trai độc ngột chia tay khiến cô đau nhói tuy nhiên sau đó cô vô tình phát hiện người yêu mình đang mắc bệnh nan y nên muốn rời xa để cô khỏi đau lòng kết thúc mv chàng trai ra đi mãi mãi ngoài đời phùng ngọc huy và mai phương có chung một cô con gái nhưng lại không sống bên nhau mai phương chấp nhận là mẹ đơn thân một mình đưa con để người yêu ra đi và cuối cùng cô mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác những gì đã diễn ra trong MV năm xưa giờ lại lặp lại ở ngoài đời thực nhưng lại theo một kịch bản ngược hoàn toàn. Nhiều khán giả không khỏi xót xa cho nữ diễn viên so với cô gái trong MV Mai Phương ngoài đời còn đau khổ hơn nhiều. Khi tin Mai Phương bị bệnh lan truyền, Phục Quộc Huy trở thành mục tiêu công kích của nhiều người. Tuy nhiên một vài người bạn cho biết bản thân anh cũng suy sụp khi nghe tin Mai Phương bệnh nặng như vậy. Khán giả vẫn hy vọng anh có thể quay về Việt Nam để ở cạnh mẹ con Mai Phương lúc này. Hiện tại Mai Phương vẫn đang trong quá trình điều trị, các đồng nghiệp vẫn đang nhiệt tình ủng hộ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ nữ diễn viên. Mới đây, MC Đại Nghĩa công bố đã quyên góp được hơn 800 triệu đồng. Có những câu chuyện ngỡ chỉ có trong phim nhưng cuối cùng lại phận vào đời thực. Khán giả chỉ mong Mai Phương sớm bình phục để lo cho con gái và tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.